Hello, xin chào toàn mọi người nhá. Shop điện tử công nghệ cao online 0865 618226. Hôm nay làm video clip này để giới thiệu cho mọi người cái dòng sản phẩm máy ghi âm siêu nhỏ, mã sản phẩm là DVR31 các bạn nhé. Đó, đây sản phẩm này. Đó, siêu nhỏ nhé. Đó. Cái mẫu DVR31 này thì mình làm rất nhiều video về cái dòng sản phẩm này rồi. Cái dòng sản phẩm này đang được bán rất là chạy trong năm 2022 các bạn nhé. Đó, siêu nhỏ. Đó, bộ nhớ trong là 8GB này. Đó, bộ nhớ 8GB các bạn có thể ghi âm liên tục được khoảng 500 tiếng mới đầy được bộ nhớ các bạn nhé. Và dung lượng pin của thiết bị này là được khoảng 20 tiếng mới hết pin các bạn nhé. Đó. Thì đây là một bộ sản phẩm đầy đủ, khi bạn mua hàng thì sẽ bao gồm có một dây cắm sạc này. Đó, thì hết 20 tiếng thì các bạn sạc pin khoảng 3 đến 4 tiếng là đầy pin các bạn nhé. Đó. Các bạn cắm cốc sạc điện thoại các bạn là được thôi. Đó, và một chân cắm tai nghe này. À, chân cắm tai nghe là khi các bạn ghi âm xong các bạn có thể cắm chân cắm tai nghe vào này và để các bạn nghe các bạn nhé, hoặc là các bạn cắm cái chân chân cắm sạc này các bạn cắm vào máy tính rồi các bạn nghe trực tiếp trên máy tính luôn các bạn nhé. Đó, và một tờ giấy hướng dẫn sử dụng chi tiết này. Đó, tờ giấy hướng dẫn sử dụng chi tiết này. Nhưng mà trên thiết bị nó chỉ có nút on off thôi, các bạn gạt sang on là ghi âm, còn gạt về off là kết thúc ghi âm các bạn nhé. Tất cả những dòng máy ghi âm của đơn vị nhà mình thì đều sử dụng như vậy các bạn nhé. À, thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng sản phẩm máy ghi âm siêu nhỏ này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số online trên màn hình, các bạn Zalo, Facebook số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn hỗ trợ miễn phí các bạn nhé. Và các bạn đăng ký kênh YouTube ủng hộ đơn vị nhà mình, đơn vị mình sẽ miễn phí ship hàng toàn quốc cho bạn nhé. Nhận hàng các bạn cứ bóc hàng ra kiểm tra và test thử, giống như video mình đang quảng cáo các bạn mới phải theo tiền, mà không giống như video mình đang quảng cáo thì các bạn hoàn toàn về cho mình các bạn nhé. Đó, thì cái chương trình miễn phí ship đó chỉ dành riêng cho những bạn nào mà đã đăng ký kênh YouTube em phát thôi. Thì bạn nào chưa đăng ký kênh YouTube em phát thì các bạn nhanh tay đăng ký kênh để nhận được nhiều ưu đãi của đơn vị nhà mình các bạn nhé. Đó, thì sau đây mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn một số nút chức năng trên chiếc máy ghi âm siêu nhỏ DVR31 này, và đi vào test cái chất lượng ghi âm thực tế cho mọi người các bạn nhé. Đó, đây hàng chính hãng của Sony các bạn nhé. Đó, chữ Sony dập chìm này. Đó, trên thị trường bây giờ có rất là nhiều dòng sản phẩm đạo nhái là nó không có chữ Sony đây các bạn nhé, nên là các bạn cần phải lưu ý này. Đây có nút on off này. Đó, các bạn gạt sang on nó là ghi âm, còn gạt về off là kết thúc ghi âm các bạn nhé. Đó, còn đây chân cắm tai nghe này cũng là chân cắm sạc luôn các bạn nhé. Bộ nhớ 8GB. Ở bên dưới nó sẽ có nút cộng và nút trừ này. Đó, hai nút này là hai nút lách bài các bạn nhé. Đó, thì các bạn muốn nó chuyển bài các bạn sẽ ấn nút cộng và nút trừ này. Đó, ở giữa đây sẽ có cái đèn báo các bạn nhé. Đó, thì để sử dụng thiết bị này thì rất là đơn giản, các bạn chỉ gạt sang on là ghi âm thôi các bạn nhé. Đó, thì mình sẽ test cho các bạn luôn. Đó, các bạn muốn ghi âm thì các bạn gạt sang on này. Đó, gạt sang on lên nhé. Đó, thì các bạn đợi một chút, nhìn cái đèn lên sẽ nhấp nháy đó, 3 lần nó tắt đi, như này là đang ghi âm rồi các bạn nhé. Đó, các bạn đút vào trong túi áo túi quần đều được hết các bạn nhé. Đó, mình sẽ ghi âm cho bạn hai file, đây là file thứ nhất các bạn nhé. Đó, đây các bạn đút trong túi quần đều được hết, bởi vì là chất lượng ghi âm khi bạn đút vào trong túi quần, rất là nhiều khách hàng đã thắc mắc là nếu mà đút vào trong túi quần thì nó có nghe rõ không, thì cái mẫu này thì nghe rất là rõ luôn các bạn nhé, bởi vì nó có lọc âm, mà âm thanh nghe thì nó sẽ không bị giới hạn các bạn nhé. Đó, các bạn không muốn ghi âm nữa thì các bạn sẽ gạt về nút off các bạn nhé. Đó, gạt nút off này. Đó, như này là kết thúc được một đoạn ghi âm rồi các bạn nhé. Đó, các bạn muốn ghi âm một file tiếp theo nữa thì bạn lại gạt sang on này. Đó, gạt sang on như này. Đó, thì bạn để ý bên dưới này, cái đèn này nó lại nhấp nháy 3 lần, nó tắt đi là đang ghi âm một đoạn tiếp theo nữa bạn nhé. Đó, đây là file ghi âm thứ hai. Đây chất lượng lọc âm là 4.1. ghi âm lọc âm là khi các bạn, ví dụ các bạn đang gắn là trên xe mà có tiếng người nói chuyện và tiếng âm nhạc thì cái thiết bị nó chỉ thu âm chủ yếu là tiếng người nói chuyện thôi, còn tiếng âm nhạc nó sẽ bị át đi các bạn nhé, đó gọi là lọc âm các bạn nhé, các bạn cần lưu ý đầu đấy. Đó, đây. Đó, thiết bị siêu nhỏ luôn. Đó, đây. Đó, bạn nào mà không muốn ghi âm nữa nhé, không muốn ghi âm nữa thì các bạn lại gạt về off này. Đó, đây thiết bị nào on các bạn gạt về off như này. Đó, là được hai file ghi âm rồi các bạn nhé. Đó, thì để nghe ghi âm thì bạn sẽ có hai cách nghe này. Đó, cách thứ nhất thì các bạn sẽ cắm cái chân cắm tai nghe vào. Đó, cắm chân cắm tai nghe vào nha. Đó, khi các bạn cắm chân cắm tai nghe vào thì bạn phải gạt sang on nhé các bạn nhé. Đó, các bạn phải gạt sang on như này thì thiết bị nó sẽ sáng cái đèn đây. Đây còn đẹp chút, nó nhấp nháy cái đèn này thì là các bạn mới nghe được các bạn nhé. Còn khi mà các bạn cắm tai nghe vào mà các bạn không gạt sang on thì sẽ không nghe được đâu các bạn nhé. Đó, đó là cách thứ nhất để bạn nghe. Đó, còn cách thứ hai thì các bạn, mình sẽ test các bạn luôn vào máy tính nhá.
đó, các bạn sẽ cắm chân cắm này vào. Đây là chân cắm sạc luôn các bạn nhé. Đó, đây chân cắm sạc luôn, các bạn sẽ cắm vào. Đó, mình sẽ quay cao cái màn hình lên. Quay cao màn hình lên này. Đó. Thì đây là kênh YouTube chính của đơn vị nhà mình các bạn nhé. Đó, thì trong kênh YouTube của mình có rất là nhiều dòng sản phẩm camera ngụy trang cũng như là máy ghi âm siêu nhỏ ngụy trang. Đó, định vị nghe nén ghi âm các thể loại luôn, trong này có hết các bạn nhé. Đó, đây có rất nhiều dòng sản phẩm, thì các bạn có thể là truy cập vào trong kênh YouTube của mình này của mình rồi tham khảo những dòng sản phẩm bên dưới đây các bạn nhé. Đó, thì bạn nào cho mình, các bạn thì cho mình xin một nút đăng ký ở đây thì để bên đơn vị nhà mình có động lực làm video các bạn nhé. Đó, thì sau đây mình sẽ vào trong ổ máy computer này. Đó, ổ máy computer mình sẽ test các bạn, test cho các bạn là hai cái file game đấy các bạn nhé. Đó, các bạn chọn mục là ổ e này, sau bạn chọn mục rec này. Đó, đây là hai file game này, mình sẽ test cho các bạn từng file game một. Ba là nó tắt đi. Đó, như này là đang game rất rõ nét luôn. Các bạn nút vào trong túi áo túi quần đều được hết các bạn nhé. Đó, mình sẽ game cho bạn hai file. Đây là file thứ nhất các bạn nhé. Bạn nút trong túi quần đều được hết. Bởi vì là chất lượng ghi âm khi bạn nút vào trong túi quần, rất là nhiều khách hàng đã thắc mắc là nếu mà nút vào trong túi quần thì nó có nghe rõ không. Thì cái mẫu này thì nghe rất là rõ luôn các bạn nhé. Bởi vì nó nghe rất rõ. Mà âm thanh nghe thì nó sẽ không nó sẽ chạy dây các bạn nhé. 27 giây. Các bạn không muốn ghi âm nữa, 28 giây. Về nút off các bạn nhé. Đó, nút off. Đó, đây là file game thứ nhất các bạn nhé. Đó, còn bạn nào muốn nghe file game thứ hai các bạn sẽ chọn rec 001 này. Đó, các bạn chọn vào. Đó, tắt đi là đang ghi âm. Đó, đây file game tiếp theo. Đó, đây là file game thứ hai. Chất lượng lọc âm là 4.1. ghi âm lọc âm là khi các bạn, ví dụ các bạn đang gắn ở trên xe mà có tiếng người nói chuyện và tiếng âm nhạc thì cái thiết bị nó chỉ thu âm chủ yếu là tiếng người nói chuyện thôi, còn tiếng âm nhạc nó sẽ bị áp đi các bạn nhé, đó gọi là lọc âm các bạn nhé, các bạn phải lưu ý đồ đấy. Đó, đây đó, thiết bị siêu nhỏ luôn. Đó, đây đó, bạn nào mà không muốn ghi âm nữa nhé, không muốn ghi âm nữa thì các bạn hãy gắn về off này. Đó, đây thiết bị là off, các bạn hãy gắn về off như này. Đó, đây là hai cái file ghi âm các bạn nhé. Đó, có bạn nào mà muốn xóa cái file ghi âm này đi thì các bạn sẽ kích chuột phải vào, rồi các bạn chọn mục là delete nhé, rồi chọn yes là xong, làm sẽ xóa đi các bạn nhé. Đó, đây mình sẽ rút rút ra. Đó, cho thấp màn hình xuống này. Đó, thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng chi tiết của chiếc máy ghi âm siêu nhỏ DVR31 rồi. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng sản phẩm máy ghi âm siêu nhỏ này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0865618226, kết bạn Zalo, Facebook số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí các bạn nhé. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh YouTube em Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc các bạn nhé. Và nhận hàng các bạn cứ bóc hàng ra kiểm tra và test thử, giống như video mình đang quảng cáo đây thì các bạn mới phải thanh toán tiền, mà không giống như video mình đang quảng cáo đây thì các bạn hoàn hàng về cho mình và đơn vị nhà mình là cũng không thu tiền phí ship của mọi người các bạn nhé. Đó, thì video mình chính thức tại đây rồi nhé.